Tại Đắk Lắk, Cụm thi đua các quỹ bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên vừa tổ chức hội nghị tổng kết giao ước thi đua các quỹ bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên lần thứ 5 năm 2023. Theo đánh giá tại hội nghị năm 2022, các chỉ tiêu trọng tâm của quỹ bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, quỹ bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên đã hoàn thành nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng, huy động nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời tích cực củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của ban điều hành quỹ, triển khai tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2023, các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, thực hiện phương án hỗ trợ trồng rừng, phân tán, rừng cảnh quan, trồng cây xanh, tiếp tục đôn đốc ký kết hợp đồng ủy thác, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng chưa thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định, ban hành thông báo chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.